Xin chào, thầy sẽ chỉ cho bạn cách để tạo ra một cái video như thế này. Bạn đang bị mất tương tác Đấy, trên đây Facebook. Nha, nghe xem từ đầu này. Nếu các bạn đang Đấy. Bị mất tương tác trên Facebook, thầy dự mách cho bạn ba cái điều này. Chắc chắn số like, số comment của bạn vào bài viết sẽ tăng vọt trong vài ngày tới. Thứ nhất, nếu bạn đang dùng cái dịch vụ auto like, auto comment gì đó, hãy bỏ nó đi. Facebook thích kết nối con người thật. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Mỗi ngày hãy đăng ít nhất một bài. Đó, thì để tạo ra một cái video như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng những cái yếu tố rất là đơn giản như sau. Thứ nhất là kỹ thuật tách xóa, thứ hai là kỹ thuật tạo tiêu đề cho video, thứ ba là hiệu ứng âm thanh, số 4 là phụ đề tự động, số 5 nhạc nền và số 6 là làm đẹp. Đây nha, cái video gốc của chúng ta nó sẽ như thế này. Đây là cái video gốc này các bạn này. Đây, video gốc nó sẽ như thế này cơ. Chào các chị em nhà mình nhá, thầy dự đang đây nó cứ ậm ờ kiểu thế này. Và bài viết sẽ tăng vọt trong vài ngày tới. Đây. Cứ nói được một câu xong lại nhìn xuống. Video gốc là cái video mà cứ nói được một câu, sau đó nhìn xuống để còn xem lại cái bản. Đấy, nói sai đấy. Thứ nhất, nếu bạn đang dùng cái dịch vụ auto like, auto comment gì đó, hãy bỏ nó đi. Lại nhìn xuống. Để nhớ kịch bản, sau đó nhìn lên lại nói. Facebook thích kết nối con người thật, cảm xúc thật với nhau. Đấy, nói được một câu xong lại nhìn xuống để đọc kịch bản. Rồi lại nhìn lên lại nói tiếp. Thứ hai, mỗi ngày hãy đăng ít nhất một bài liên quan đến hoạt đó, động. Đó, cái video gốc nó là như vậy. Cái video gốc là một cái video mà nó kéo dài tận hơn 3 phút cơ, là gồm có cảnh nhìn lên, cảnh nhìn xuống rồi đọc kịch bản. Đó. Thì bây giờ để biến cái video gốc thành một cái video như vậy thì chúng ta sẽ vào CapCut, chúng ta thêm dự án mới. Và chúng ta đưa cái video gốc của chúng ta vào. Đây, chúng ta chọn cái video gốc nhá. Chúng ta kích vào thêm đây này. Đó. Thì đây, video gốc của chúng ta đây. Chào các chị em nhà mình nhá. Thầy Dự đang hướng dẫn các chị em nhà mình biến từ đấy, cứ đoạn loằng ngoằng gì bên ngoài. Kịch bản bằng chữ ở đây rồi nhá. Đó. Sau đó mình nhìn vào ống kính camera, mình nói. Bị thừa đoạn trước đúng không ạ? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ ứng dụng cái kỹ thuật đầu tiên. Đó là kỹ thuật liên quan đến tách xóa. Tách xóa này các bạn ơi. Đây, xem kỹ nhá, tách xóa. À, chúng ta nghe nào. Ví dụ này, nếu bạn rơi vào tình trạng mất tương tác trên Facebook thì mình gọi này. Ok. Nếu các bạn đang bị mất tương tác trên Facebook, thầy dự mách cho bạn ba cái điều này. Đấy, ok, đoạn đấy đoạn chính rồi đúng không ạ? Thầy dự mách cho bạn. Nào, lại kéo, lại kéo. Ok. Nếu các bạn đang đấy, nếu là đây, ok, căn cái dấu thẳng này. Chúng ta sẽ kích vào chỉnh sửa. Chúng ta kích vào tách. Tách này. Tách đây này. Tách nó ra. Đó, chúng ta ấn vào đoạn đằng trước. Đoạn đằng trước là đoạn thừa, đoạn dư ấy. Chúng ta sẽ ấn vào phần gì ạ? Xóa đi. Đây này, bên này này. Có chữ xóa này. Đây ạ. Xóa nó đi. Đó. Thế là cả một đoạn đằng trước nó bị mất rồi. Này, còn lại này. Nếu các bạn đang bị mất tương tác trên Facebook, thầy dự mách cho bạn ba cái điều này. Dừng lại. Đấy, tại vì đoạn này là đoạn mình nhìn xuống. Đoạn này là đoạn nhìn xuống là đoạn bỏ đi, đúng không? Đấy. Thầy dự mách cho bạn ba cái điều này. Ok, ấn vào. Dừng lại luôn. Đúng không ạ? Để cái vạch trắng nằm ở đúng cái vị trí mà mình vừa nói xong rồi. Còn đoạn nhìn xuống đây thì kệ nó ở phía sau. Bây mình lại ấn vào chỉnh sửa. Mình lại tiếp tục ấn tách. Tách đây này. Tách nó ra. Đây, chữ tách đây này. Đó. Xong rồi đừng có xóa luôn. Đừng có xóa luôn cái sau nhá. Xóa luôn cái sau là xóa hết đấy. Đây, mình để nó chạy nữa. Để cái phần cúi xuống kệ nó. Nào, cúi xuống. Cúi xuống, cúi xuống. Nào. Tiếp ạ. Chắc chắn số like, số comment của bạn vào bài viết sẽ tăng vọt trong vài ngày. Nào, chắc chắn đâu, từ chắc chắn. Chắc chắn số. Đây, kéo lên đây. Chắc chắn. Đây, kéo lại, đây, nó bắt đầu từ đây rồi đúng không? Thì chúng ta kích vào tách tiếp. Đó, thì đồng nghĩa việc là đoạn giữa này là đoạn thừa. Đoạn giữa này là đoạn thừa thì chúng ta bỏ đi thôi, ấn vào nút xóa. Đó, thế là hai cái đoạn không thừa nó ghép lại với nhau. Thì video nó sẽ thành như này. Đang bị mất tương tác. Đấy nha, video này. Nếu các bạn đang bị mất tương tác trên Facebook, thầy dự mách cho bạn ba cái điều này. Chắc chắn số like, đấy, số comment của bạn vào bài viết sẽ tăng vọt trong vài ngày tới. Đấy, lại nhìn xuống à? Ồ, lại nhìn xuống à? Đến chữ tới trong thôi. Trong vài ngày tới. Dừng lại. Mình lại ấn vào chỉnh sửa. Mình lại tách. Đó, xong lại tiếp tục này. Rồi, lại nhìn tiếp. Nếu bạn đang dùng cái... Đấy, nói sai. Kệ. Thứ nhất. Nếu... Đấy, thứ nhất. Thứ nhất. Rồi, thứ nhất. Ấn vào đây. Xong ấn vào tách. Thế là mình lại dư cái đoạn ở giữa này rồi, đúng không? Thì mình lại xóa đoạn ở giữa đi. Thế là gì ạ? À? Thành những đoạn ghép vào nhau. Trong vài ngày tới. Thứ nhất, nếu bạn đang dùng cái gì? Ok, và cứ như vậy thôi. Là chúng ta sẽ gì ạ? À? Là chúng ta sẽ hoàn toàn có thể là gì ạ? À? Cứ cắt và tách đi thôi. Thì đấy là cái kỹ thuật đầu tiên rất là đơn giản.
để bạn có thể nhìn vào kịch bản và bạn sẽ quay một cái video gốc. Video gốc là video dài có cả đoạn nhìn lên nhìn xuống. Lời khuyên là nhìn lên nhìn xuống chứ đừng có chạy phụ đề rồi là chạy cái chữ gì đấy trên CapCut hay là chạy chữ lời nhắc gì đó ở trên nhá, thì nó sẽ không có sự thần thái đâu. Rồi bây giờ tạo tiêu đề cho video nào. Bây giờ chúng ta tạo tiêu đề cho video. Kỹ thuật số 2 là tạo tiêu đề cho video. Nào chúng ta lại tiếp tục vào CapCut. Nào tạo tiêu đề cho video. Đâu ạ? CapCut đâu rồi? Đây đây. Đây. Đây đang như này rồi đó. Nếu các bạn đang bị mất tương tác trên Facebook, thầy giữ mic cho bạn 3 cái. Rồi. Tiêu đề video mình để luôn ở những vị trí ban đầu. Thì bây giờ để có tiêu đề cho video chúng ta ấn vào văn bản. Đấy, chúng ta sẽ kích vào thêm chữ. Thêm chữ này. Và chúng ta gõ gì ạ? 3 cách đơn giản. Rồi, viết hoa tất vào nhá. Các bạn nên viết hoa vào. 3 cách đơn giản. Đấy, được chưa? Xong mình enter xuống. Đây này, có bước chuyển tiếp này để mình làm hai dòng. 3 cách đơn giản tăng tương tác Facebook. Đấy, được không ạ? Nhưng mà chữ này nhìn nó xấu lắm. Thì bao giờ thì thôi, mình thêm phụ đề rồi nhá. Thì mình phải kích vào phông chữ. Xong mình chọn là gì ạ? Mình chọn tiếng Việt cũng được. Nhưng cá nhân tôi thì tôi rất là thích thêm cái chữ. Ví dụ bạn thêm là gì ạ? Chữ thuyền nhỏ này cũng được này. Đấy, tạp chí cũng được này. Nếp gấp này cũng được này. Nhưng mà tôi thì tôi thích gì ạ? Hay thích cho nó chữ nó gì ạ? Nó chắc chắn. Rồi thêm phông chữ tiếng Anh này. Tôi chọn tiếng Anh này. Chọn tiếng Anh. Xong trong tiếng Anh này nó có cái chữ là chữ Anton. Đây này. Các bạn tìm ở trên này có cái chữ Anton. Đây này. Anton này này. Anton này này. Anton, A-N-T-O-N, đây. Thấy không? Nhìn chữ nó rất là đứng. Đúng không ạ? Nhưng chữ đứng này thì chưa đủ. Bây giờ phông chữ là chọn ok rồi. Bây giờ chúng ta chọn xong phong cách. À, chúng ta chọn ra phong cách nhá. Thì phong cách ở đây này. Thì chúng ta sẽ kích vào gì ạ? Này, bây giờ này. Phong cách. Thì đây là văn bản rồi. Ok. Văn bản. Thì bây giờ gì ạ? Tôi sẽ chọn là gì ạ? Tô Viền. Bấm vào Tô Viền. Thì bấm vào Viền trắng. Được chưa? Tô Viền thì bấm vào viền trắng nha. Rồi xong bây giờ kích xong văn bản. Thì văn bản chúng ta có thể bấm thuyền đỏ. Đấy chưa? Đấy. Tô Viền, ấn vào Tô Viền xong chọn trắng. Thì đây có nhìn thấy viền trắng không ạ? Còn văn bản thì màu chữ chúng ta cho chữ màu đỏ như này. Đẹp chưa? Nhưng chưa đủ đâu. Bây giờ chúng ta lại chích vào phông nền. Đấy, của bạn nào mà không hiện ra chữ phông nền thì cứ nhìn thấy cái chữ nào bên phải của chữ rực sáng ấy, thì ấn vào đấy. Có thể là bảng hoặc là cái gì đó. Đó. Còn của thầy dự ở đây thì hiện chữ phông nền. Nó chỉ khác nhau cái tên hiển thị thôi. Xong ấn vào đây. Ấn vào cái vị trí này này. Đấy, được chưa? Thế nó tăng màu trắng lên đây này. Đấy, 3 cách đơn giản tăng tương tác Facebook. Được chưa? Rồi, còn nếu bạn muốn không phải là màu trắng, bạn muốn thành đổi màu khác thì bạn ấn vào đây rồi. Đây, bạn kích vào đây. Được không? Đơn giản mà. Đấy, nó chính là màu nền. Còn bây giờ bạn muốn là gì ạ? Cái chiều cao của nó nhỏ hơn. Đây. Cũng được, nhìn cho nó duyên dáng, được không nhỉ? Quá là đơn giản. Rồi, thế bây giờ lại muốn là gì ạ? Hiệu ứng động nó hiện vào nó hoành tráng nữa cơ. Hiệu ứng động của cái này hiện vào hoành tráng nữa cơ. Mình pick vào gì ạ? Hiệu ứng động. Hiệu ứng động. Đúng không ạ? Rồi, thì kéo xuống thế này. Bạn sẽ chọn cái hiệu ứng động nào mà mình rất là thích. Đấy, hiệu ứng động kiểu gì ạ? Rồi, ví dụ như là tan biến từ trên xuống. Piu. Đấy, được không? Tan biến từ trên xuống được. Đẹp không ạ? Ok. Thế bây giờ video của mình sẽ thành như này. Nếu các bạn đang bị mất tương tác trên Facebook, thầy giữ mách cho bạn 3 cái điều này. Chắc chắn số like. Được không ạ? Đó, 3 cái đơn giản tăng tương tác Facebook. Quá là dễ dàng luôn. Thế bây giờ tiếp nhá. Tiếp này bây giờ chúng ta muốn có âm thanh nó vù phát đúng không? Rồi. Thì bây giờ chúng ta đã vấn đề vị trí đầu tiên này. Chúng ta quay trở lại, bấm quay trở lại. Đây, bấm quay trở lại đây. Để chúng ta quay trở lại tiếp. Để chúng ta thêm phần âm thanh, bấm vào âm thanh này. Đây, bấm vào âm thanh. Sau đó chúng ta bấm vào hiệu ứng âm thanh. Đúng không ạ? Rồi. Sau đó chúng ta sẽ ấn vào phần chuyển tiếp. Chuyển tiếp đây này. À, chúng ta kiểm vào. Tìm vô này. Đây. Ai da. Vù à. Đấy. Đấy. Đấy, ví dụ cái đấy. Hoot with auto. Ấn vào dấu cộng.
Đấy, thế là hiện tôi lên đây này, mình xem nhá. Nếu các bạn đang bị mất tương tác trên Facebook, đấy, được chưa? Các bạn đang bị mất tương tác trên. Ok. Nếu các bạn đang bị mất tương tác trên Facebook, được chưa? Nếu các bạn đang bị mất tương tác trên Facebook, thầy dựng mic cho bạn. Rồi. Ok, thế bây giờ phần đầu tiên này gì ạ? Là để cho phần này nó trở nên ấn tượng nữa. Thì mình hoàn toàn có thể là cho cái video này của mình này, cho cái đoạn video đầu tiên này của mình này, ấn vào vị trí video này này. Đây là nâng cao một tí thôi nhá. Đấy, ấn vào đây này. Đúng không ạ? Xong chúng ta cho nó hiển thị gì ạ? Đây, chúng ta cho nó hiệu ứng động tí. Đấy, hiệu ứng động. Đúng không ạ? Ấn vào video đấy, xong ấn vào hiệu ứng động. Nó kéo sang, chúng ta chọn cái phần zoom to, zoom nhỏ đây này. Thu phóng một đây này. Đấy nha. Nếu các bạn. Đấy. Nếu các bạn. Đó, thu phóng 1, thu phóng 1. Thì bây giờ sẽ thành như này. Nếu các bạn đang bị mất tương tác trên Facebook. Thấy chưa? Mách cho bạn ba cái điều này. Ok. Quá dễ dàng đúng không ạ? Đấy, thì cái hiệu ứng ban đầu nó là như vậy. Các bạn ngon lành chưa? Nào các bạn ơi, thấy dễ chưa? Thấy cái tạo tiêu đề video đẹp chưa? Tách xóa ok rồi nhá, tạo tiêu đề video rồi, viết viết chữ, viết nền rồi, thậm chí là gì ạ? À, hiện vào đầu tiên đấy thì cho cái video nó gì ạ? Nó zoom ra zoom vào để tạo ra hiệu ứng vù cho nó đẹp. Đấy, hiệu ứng âm thanh biết rồi đúng không? Bây giờ chúng ta đến gì ạ? Phụ đề tự động nhá. Rồi, phụ đề tự động thì rất dễ. Bây giờ nào chúng ta lại mở CapCut lên. Bây giờ chúng ta muốn để cho phụ đề tự động, đúng không ạ? Rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ lại quay lại trang chủ đây này. Cứ điều hành trang chủ thì ấn vào đây. Sau đó chúng ta sẽ ấn vào gì ạ? Văn bản. Văn bản T này. Văn bản. Sau đó chúng ta kích vào phụ đề tự động. Sau đó chúng ta kích vào nút bắt đầu. Nhìn thấy chữ tiếng Việt chưa? Nếu chữ tiếng Việt chuyển sang tiếng Việt nhé. Bấm tiếng Việt này xong bấm bắt đầu. Đấy, nó tạo. Nó sẽ tạo ra cho chúng ta. Quá là dễ dàng, quá là đơn giản. Trời ơi, dễ ơi là dễ luôn. Này. Rồi, các bạn nhìn thấy không? Đây. Nếu các bạn đang bị mất tương tác trên Facebook, thầy dựng mic cho bạn ba cái điều này. Ok. Đấy, đấy là phụ đề tự động đấy. Nhưng phụ đề tự động này gì ạ? Thì mình nên bỏ những cái phụ đề mà nó đang gì ạ? Nó đang trùng thời gian hiển thị cùng thời điểm với cái tiêu đề video đi. Chúng ta ấn vào nó. Chúng ta xóa một cái. Cái này xóa đi một cái này. Đấy. À thì cái này bắt đầu chúng ta để chắc chắn số like, số gì đó chúng ta để. Nhưng mà để chữ này nhìn nó buồn cười lắm, nó bị lỗi phông chữ. Thì chúng ta sẽ chỉnh phụ đề tự động này. Thứ nhất là chúng ta ấn vào để chúng ta chọn lại phông chữ, ấn vào này. Chúng ta chọn là gì? Phong cách. Đấy chưa? Ấn vào nó xong chọn phong cách. Chỉ cần ấn nó xong mình chọn phong cách thôi thì nó mặc định cho tất cả những cái còn lại luôn. Chúng ta kích vào phông chữ. Phông chữ. Nào, bấm vào phông chữ. Chúng ta có thể chọn là gì ạ? Phông chữ là gì ạ? Là ngọt ngào cũng được. Nếu các bạn muốn về làm đẹp thì các bạn muốn ngọt ngào cũng được. Đúng không ạ? Đó. Còn đây là zoom to, zoom nhỏ. Các bạn ơi, zoom to, zoom nhỏ. À, thì các bạn. Nhưng cá nhân tôi rất thích là tôi chọn tiếng Anh. Xong tôi lại chọn tiếp về cái Anton. Anton đây này. Anton đây này các bạn này. Nhìn thấy chữ Anton này chưa? Đây nhá, nhìn kỹ có chữ Anton này, này. Đấy. Đúng không ạ? Thế là các bạn nhìn chữ này đẹp hơn không? Rồi. Sau đó tôi mới chọn ra phong cách. Ví dụ tôi chọn màu vàng đi. Được không? Rồi, ngon rồi đấy. Thế bây giờ chúng ta xem nhá. Nào. Mách cho bạn ba cái điều này. Chắc chắn số like, số comment của bạn vào bài viết sẽ tăng vọt trong vài ngày tới. Thứ nhất, nếu đấy bạn... chưa? Nhưng mà chúng ta lại sẽ phát hiện ra là ô có cái này nó dài quá. Có cái này dài quá, có những cái dài quá. Thì các bạn nhớ nhá, chúng ta chia cái màn hình chúng ta chia dọc này làm 5 này thì chữ chúng ta chỉ hiện 3/5 ở trong giữa này thôi. Căn lề trái, cân lề phải 1/5 đi. Đây này thì ví dụ luôn là như này. Đấy thấy không ạ? Chữ chỉ từ chữ sơi này đến chữ L, chữ E line này thôi. Đấy còn đây, từ đây là canh trái, đây là căn phải là không để chữ để còn nó hiển thị cho nó đẹp mắt. Rồi, thế bây giờ việc của mình là gì ạ? Những cái này nó đang dài quá thì mình muốn cắt đôi nó đi. Đấy, đúng không ạ? Cắt đôi. Chúng ta ấn vào nó này. Chúng ta ấn vào nó. Chúng ta chỉnh sửa hàng loạt. Chỉnh sửa hàng loạt. Đó. Thì chúng ta cứ thế cái nào mà nó dài dài quá. Chúng ta ấn vào. Xong chúng ta lại enter này xuống. Là tự động nó nhảy luôn nhá. Nó nhảy luôn sang một cái hiển thị khác luôn. Chứ không phải là hiện giống cái dòng ở dưới đâu. Tăng vọt. Sẽ tăng vọt trong vài ngày tới. Đấy. Tôi enter xuống. Thứ nhất nếu bạn đang dùng cái dịch vụ. Đây. Ví dụ nha. Enter xuống. Đúng không ạ? Nếu các bạn nhìn thấy này, đáng tuổi nó dài. Nhưng khi tôi đã enter xuống nó lại thành hai cái dòng hiển thị ở hai cái trang khác nhau. Ví dụ như auto comment gì đó hãy bỏ nó đi nhá. Bây giờ tôi ấn vào nó này. Tôi kích vào chỉnh sửa hàng loạt này. Auto comment gì đó. Tôi bấm vào đây. Xong tôi lại bấm vào đây.
Đấy, thấy không? Thấy không? Nó thành hai cái lần hiển thị này, hai lần hiển thị khác nhau. Quá dễ rồi đúng không? Và các bạn nhớ nhá, bình thường thì chữ nó từng hiển thị ở dưới đây này. Đây này. Đó. Thì bạn gì ạ? Để lên cao lên một tí này, bạn cứ chia đây ra làm 3 này, 1 này, 2 này, 3 này thì chữ này nó cao một tí. Để lúc mình viết mô tả gì đó cho video thì nó không bị lẫn lên. Nó lẫn chồng lên nhau, đúng không ạ? Đấy, đây cho nó ở vị trí cao. 1 này, 2 này, 3, được chưa? Chia làm 3, 1 2 3 chia cái này là video của chúng ta làm 3 ra. Thì này nó nằm ở phần giao thứ nhất và phần giao thứ hai. Đúng không ạ? Và nhớ nhé, căn lời trái căn lời phải. Con này chưa? Rồi, cho bên xem còn kỹ thuật gì nữa nhỉ? Quá dễ rồi còn gì nữa các bạn ơi. Bây giờ đến gì ạ? Nhạc nền. Đấy, và làm đẹp cho khuôn mặt của mình nữa. Nhạc nền thì làm như nào? Rồi, bây giờ nhạc nền. Thì ví dụ như là tôi lên TikTok, tôi thấy một cái video là hay thì tôi lưu nó về. Được không? Cái thì bạn hoàn toàn có thể lên cái trang, có một cái trang là trang gì ạ? Đây các bạn có thể gõ là gì ạ? Nhạc nền top top. Đây các bạn có thể lên là gõ là nhạc nền top top nhé. Thì các bạn sẽ thấy gì ạ? Có những video. Đây cái của trang nhạc nền top top này. Thì tôi sưu tập sẵn các bản nhạc nền trong này rồi. Thì bạn gì ạ? Lưu về điện thoại của bạn cũng được. Đó. Lưu video đấy về. Hoặc là gì ạ? Có một cái trang nữa cũng là trang của tôi. Đó. Đây là bạn trợ lý tôi đang lên. Nhạc nền Minh Hiếu. Đây nhá. Bạn vào. Rồi bạn sẽ thấy những cái video đầu tiên như này này. Đấy của trang Minh Hiếu này này. Đấy. Đấy. Nghe này nhìn kiểu như vậy. Bạn ấn vào và bạn lưu video về thôi. Đấy cái thao tác cứ thích nhạc nền nào thì lưu video đấy về. Đó để còn mình lồng vào cái video của mình. Còn gì ạ? Còn nếu bạn muốn an tâm hơn nữa thì bạn cứ làm. Không cần nhạc nền. Sau đó bạn hoàn toàn có thể là đăng lên TikTok. Xong bắt đầu gì ạ? Cho lên TikTok rồi xong chọn nhạc nền. Xong mới ấn vào nút gì ạ? Xuất bản ở trên TikTok. Đúng không ạ? Nhưng bây giờ tôi hướng dẫn các bạn là chọn nhạc nền luôn. Đây nhá. Đây, ví dụ CapCut đây đang thiếu nhạc nền đúng không? Và mình đã download một cái video về nhạc về rồi. Rồi, chúng ta kéo ra. Nếu các bạn đang bị mất tương tác trên Facebook, thầy giữ. Đó. Nếu các bạn đang bị mất tương tác. Rồi, ok này, bây giờ này. Để ở vị trí đầu tiên luôn. Rồi, mình ra trang chủ đã. Bao giờ thế thôi, ấn lên ra trang chủ. Xong lại kích vào phần âm thanh. Xong kích vào phần âm thanh đã trích xuất. Đây này. Âm thanh đã trích xuất. Được chưa ạ? Các bạn nhìn thấy chữ âm thanh đã trích xuất chưa? Đây này. Âm thanh đã trích xuất. Đây nha. Ấn vào. Đấy, và tìm đến cái video mình mới download về. Ví dụ video nhạc đây. Đấy, nó kích vào. Đúng không ạ? Đây, nhưng bản nhạc gốc của tôi đây nha. Đây. Tìm những cái bản nhạc mà mình mới download về. Chỉ nhập. Thì nó thành như này. Nếu các bạn đang mất tương tác trên Facebook, thầy sẽ mang cho bạn 3 cái điều này. Chắc chắn số like. Rồi, đúng không ạ? Rồi thì bây giờ chúng ta ấn vào cái nhạc đấy. Phải ấn vào nó nhá. Chúng ta chọn vào âm lượng. Chúng ta để nó gì ạ? Khoảng tầm gì ạ? Dưới 20, thậm chí là dưới 10. Ví dụ tôi để 15 đi. Nếu các bạn đang bị mất tương tác trên Facebook, thầy dựng mách cho bạn 3 cái điều này. Chắc chắn số like, số comment của bạn vào bài viết sẽ tăng vọt trong vài ngày tới. Thứ nhất, nếu bạn đang dùng cái dịch vụ auto like, auto comment gì đó. Rồi, đấy chưa? Thấy cũng vừa rồi đúng không? Còn nếu mà mình để cứ 100 mà không giảm đi là tiếng cộng âm thanh của mình nó đái nhau. Nhưng mình kéo đến dưới cùng nhá, vì phần nhạc của mình thường hay nó bị dài. Dài hơn là cái video. Đó, nên là kéo đến đây. Đúng không ạ? Chúng ta ấn vào nó. Chúng ta ấn vào tách, tách cái nhạc này làm đôi ra. Đúng không ạ? Tách cái nhạc làm đôi ra. Đó, chúng ta xóa nó đi. Tách chưa? Xóa chưa? Xóa nhạc đi. Ok. Đấy. Được chưa? Nếu thấy thiếu thì chúng ta lại kéo thêm. Dùng tay này kéo thôi, không phải cắt lại đâu. Kéo thêm, kéo thêm. Đấy, được chưa? Video tiếp theo cho các bạn nhé. Rồi, cái gốc đen đen này chúng ta bỏ đi. Bấm vào đen đen trên này chúng ta bỏ đi. Thế là chúng ta thành một cái video rồi. Ngon lành không ạ? Đây. Nếu các bạn đang bị mất tương tác trên Facebook. Rồi, ngon lành không? Đó, thế là chúng ta hoàn toàn có thể là ra cho chủ để điều khiển mọi thứ. Ví dụ điều khiển văn bản này, muốn cái này nó hiển thị, tại tí nữa nó hiển thị cơ. Đấy, đây. Nếu các bạn đang bị mất tương tác trên Facebook, thầy rồi. Rồi. Còn muốn gì ạ? Bây giờ muốn vận âm thanh của mình nó cũng gì ạ? Xuất hiện muộn hơn tí này thì kéo vào đây. Được không? Tùy mình thôi mà. Nếu các bạn đang bị mất tương tác trên Facebook, thầy dựng mic cho bạn. Ai, nó quá dễ dàng luôn. Được chưa? Thế bây giờ có tính năng làm đẹp nữa dành cho bạn nào là muốn đẹp hơn thì mình lại ra trang chủ. Được không ạ? Ra trang chủ đấy. Xong mình ấn vào phần gì ạ? Ấn vào video của mình, ấn vào một cái video đầu tiên này của mình nha. Đây này. Và bây giờ mình sẽ tìm cái phần là phần làm mịn. Làm mịn đây này, làm mịn đây này, làm mịn đây này,
ấn vào lòng mịn, ấn vào phần mặt. Đấy chưa? Ấn vào phần mặt. Đấy. Thì bây giờ chúng ta có thể trơn tru. Đấy nhá, cho mình lấy cái. Nếu các bạn đang bị trơn tru này. Đấy, ấn trơn tru này. Các bạn thấy mặt tôi mịn hơn tí không? Thường tôi chỉ để trơn tru này 20 hoặc là bình thường tôi cũng không để đâu. Đấy, lúc nào mà tối quá tôi để 20, còn thông thường là không để. Màu da này là tính là có phí mình không động vào. Đấy thì mình tùy độ trơn tru của mình, nhưng mình nên là điều chỉnh nó khoảng tầm dưới 60 thôi, đừng có quá đà. Đúng không ạ? Đây này, cái này khoảng 20 rồi. Bừng sáng. Đây, kéo này thì thấy video sáng hơn không? Đấy, tôi để khoảng tầm 20. Trắng răng, nhìn răng tôi kìa, như này, trắng hơn không? Ấy, trắng hơn không ạ? Ấy, ấy. Rồi. Xóa nếp nhăn. Nếp nhăn tôi khoảng lên 40, hơi nhiều nếp nhăn. Mắt tôi còn thơm mắt quá, tôi cũng phải tầm 450. Đấy. Đó, xong mình làm xong cái gì mình ấn vào tất cả nhá, ấn vào chọn tất cả. Đấy, tức là mình gì ạ? Ví dụ trơn tru này thôi, mình ấn vào tất cả đây để tất cả các đoạn của mình nó đều được cập nhật như vậy. Bừng sáng thì mình chọn tất cả. Đó, sáu nếp nhăn mình chọn tất cả. Quầng thâm mắt mình đã chọn cái này thì mình chọn tất cả, nếu không nó chỉ được chỉnh sửa cho mỗi cái đoạn video ngắn này thôi. Còn của mình là đang tách nhiều đoạn ghép vào nhau mà. Đấy, thì là ngon lành, bây giờ thành như này. Nếu các bạn đang bị mất tương tác trên Facebook, đẹp trai thế nào không? Mai cho bạn ba cái điều này. Chắc chắn số like, số comment. Rồi. Nếu các bạn đang bị mất tương tác trên Facebook, thầy dự mách cho bạn ba cái điều này. Đấy, ví dụ ba điều này nữa nhá, mà giả sử đến ba điều này mình muốn là nó tinh cái ví dụ kiểu như vậy thì mình quay trở lại cái này. Đấy, xong mình ấn vào gì ạ? Đâu, cứ tiếp đi, ấn vào âm thanh đúng không? Xong ấn vào gì ạ? Hiệu ứng âm thanh. Xong xem phần tinh tinh đó. Ví dụ bắt đầu cười to này xem có phần tinh không? À, không có. Buổi diễn này. Xem nào. Không. Chuyển tiếp nào. Xem có tinh không? Đấy, ví dụ đấy, mình thích cái tinh này. Mình ấn vào cái tinh này. Đấy, thì ví dụ nhá. Facebook, thầy dự mách cho bạn ba cái điều này. Chắc chắn số đấy. Like, số comment của bạn vào bài viết sẽ... Đúng không ạ? Đấy, tinh. Còn mình muốn điều chỉnh cái tinh thì mình ấn vào đây. Mình di chuyển đi để cho nó kịp cái âm thanh nói của mình. Nó càng phong phú. Ok. Thì vậy là thầy dự đã trình bày cho các bạn những cái kỹ thuật rất là đơn giản để các bạn có thể làm ra hầu hết các video trên CapCut bằng điện thoại của mình các bạn nhé. Tách nền, tách xóa này, tạo tiêu đề video này, hiệu ứng âm thanh này, phụ đề tự động này, nhạc nền này, hoặc là làm đẹp này, đúng không ạ? Rồi còn nếu mà bạn muốn lại còn tinh tế cao siêu hơn nữa thì thậm chí là gì ạ? Là bây giờ bạn hoàn toàn có thể khiến cho một video trở nên to hơn. Đây nhá, video này trở nên to hơn nữa. Thì bạn ấn vào cái video này thôi. Ấn video này, xong bạn zoom to nó ra là được, có gì đâu. Đấy, ví dụ này. Nếu các bạn đang bị mất tương tác trên Facebook, thầy dự mách cho bạn ba cái điều này. Chắc chắn số like, số đấy, thấy không ạ? Tuy nhiên mà to hơn hẳn. Xong lại quay trở lại là bình thường. Thứ nhất, nếu bạn đang dùng cái dịch vụ online, rất nhiều thứ đang hay ho nữa, nhưng cứ làm theo kỹ thuật căn bản này đã. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và chúc các bạn sẽ làm ra được những cái video với 6 cái kỹ thuật đơn giản như vậy. Và video của bạn sẽ cực kỳ là hấp dẫn, đơn giản và có thể triệu view các bạn nha. Rồi, đừng quên là gì ạ? Chúng ta sẽ gì ạ? Sẽ theo dõi cái kênh TikTok Hán Quang Dự. Các bạn có TikTok Hán Quang Dự để xem rất nhiều những cái hướng dẫn của thầy Dự liên quan đến việc làm video ngắn, đến việc xây kênh TikTok bán hàng. Đấy, rất nhiều thứ tuyệt vời, đúng không ạ? Rồi, hoặc là kênh YouTube này, nếu các bạn đang xem thì ấn vào nút đăng ký kênh YouTube này để theo dõi video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thank you.